Chào các bạn, đây là cái Chatbot Mini của hãng Kenu làm cho iPhone. Nó làm cho iPhone bởi vì nó được kết nối qua iPhone qua cái cổng Lightning. Do đó chỉ là iPhone thôi. iPad có cổng Lightning nhưng không sử dụng được bởi vì iPad quá lớn nó chịu không được. Đó. Ngoài cái tính năng là cái Chatbot ra thì nó có một cái tính năng nữa, đó là khả năng mở chai nước ngọt, chai bia hay chai gì đó. Đó, tất cả chỉ có vậy thôi. Nó còn có một cái móc để giúp chúng ta có thể móc chìa khóa vào như vậy. Thì cái Chatbot của Kenu này nó chỉ có 3 cái như mình nói trên thôi. Một điều đặc biệt của nó là gì? Nó được làm rất là đẹp, rất là sắc sảo, cái trình độ hoàn thiện rất là cao. Ba cái cây này nó được làm bằng kim loại, được thiết kế rất đặc biệt ở cái duỗi ra. Cả ba đầu đều có những cái đầu cao su để cho nó có thể đứng trên được bất cứ cái môi trường nào đều rất là vững, tuy là mặt kính, mặt gỗ hay mặt đất gì đó. Cái cơ chế xoay của nó thì nó dựa vào một cái viên bi nhựa và những cái ngàm xung quanh như vậy. Đó, khi chúng ta gắn cái iPhone vào trong cái Chatbot này á thì các bạn có thể cho nó đứng ở những cái tư thế khác nhau rất là dễ dàng. Tuy là bằng nhựa nhưng các bạn thấy là chúng ta xoay rất là thoải mái và nó có thể đứng được rất là nhiều tư thế với nhau tùy cái nhựa như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là nó phải rất là tốt về hoàn thiện cũng như chất liệu cũng như thiết kế phải chính xác cao thì nó mới có thể làm được như vậy. Còn nếu mà tuy thiết kế tốt mà làm không tốt cũng không được, hoặc là thiết kế không tốt thì nó sẽ không thể nào vững như vậy được. Ngoài cái chuyện là nó giúp chúng ta đứng như vậy nè, để chúng ta có thể tổ chức quay phim, FaceTime hay là cái gì đó. Ví dụ như mình chẳng hạn, mình rất là thích live ở trên Facebook á, thì rõ ràng cái này nó giúp mình rất là nhiều. Mình để cái máy dọc như vậy mình có thể dễ dàng mình hand on hay làm gì đó, mình live trực tiếp cho các bạn coi. Và bởi vì cái video ở trên Facebook khi mà chúng ta live nó vuông, cho đó là không phân biệt giữa nằm ngang hay nằm dọc. Đó. Ngoài ra thì cái Chatbot này các bạn có thể cho nó cái dạng như vậy. Đó, tức là các bạn có thể dùng nó để các bạn coi cái gì đó trên mạng, coi phim chẳng hạn, thì các bạn muốn cái điện thoại nó đứng như vậy đó, rất là tiện. Xin nhắc lại là tính năng không có gì đặc biệt. Nó chỉ là một cái món đồ chơi công nghệ dành cho những người sử dụng iPhone. Và nó được thiết kế hoàn thiện cũng như là chất liệu cực kỳ tuyệt vời hơn bất cứ những cái Chatbot nào mà cho iPhone mình từng gặp. Thì cái Chatbot Mini của Kenu nó có giá là $25, khá là mắc cho một cái Chatbot. Rồi, xin cảm ơn các bạn.